Chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ bên ta nhé. Tin tức ngày 3 tháng 12. Xử lý nghiêm người tham gia tung tin thất thiệt về ngân hàng SCB. Ngày 2 tháng 12 thì Bộ Công an thông tin hiện nay thì lợi dụng việc cơ quan điều tra bắt và khởi tố bị can Trương Mỹ Lan, sinh năm 1956, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trên mạng xã hội không ít người cố tung tin thất thiệt gây thiệt hại cho người dân và chống phá đất nước Việt Nam. Và theo đó, sau khi thông tin trên được công bố đã tạo ra làn sóng bất lợi cho ngân hàng cổ phần Sài Gòn SCB, dẫn đến việc người dân ồ ạt rút tiền tại ngân hàng SCB. Mặc dù thống đốc ngân hàng nhà nước và lãnh đạo SCB đã lên tiếng khẳng định kêu gọi người gửi tiền nên bình tĩnh vì việc rút tiền trước hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng, mọi quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được nhà nước đảm bảo. Bộ Công an cho biết đến nay nhiều tổ chức cá nhân chống đối trong và ngoài nước vẫn đang lợi dụng sự việc này để tắt nước theo mưa, đưa ra những bài viết phân tích trên mạng xã hội khiến cho người dân hiểu sai về hoạt động điều tra của cơ quan công an, đồng thời kích động tâm lý gây hoang mang dư luận nhằm làm bất ổn tình hình và lòng tin của người dân đối với công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước. Nguy hiểm hơn thì chúng có thể xuyên tạc, phao tin đồn cho rằng nhà nước bỏ mặc người dân, không quan tâm đến sự sống chết của người dân Việt Nam chúng ta. Và theo Bộ Công an thì đã có hàng trăm tin bài viết, viết video, đăng tải nội dung kêu gọi khuyên người dân tập trung đi rút tiền trước hạn tại các cây ATM của SCB, đăng tải hình ảnh, video người dân tập trung đông tại các trụ sở cây ATM của SCB tại các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Và thậm chí, nhiều thông tin được đăng tải với nội dung kích động nói xấu như là người dân phải tranh thủ nhanh chóng đi rút tiền gửi tại SCB, không tin các cơ quan nhà nước, các báo chí chính thống đưa tin vì đó chỉ là những tin để trấn an dư luận mà thôi. Các đối tượng còn đưa ra những bức ảnh tăm tối tiêu cực về các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, nền kinh tế Việt Nam một cách xuyên tạc, bôi xấu, vô văn cứ, chỉ để làm cho nhiều người thiếu hiểu biết tin và làm theo. Bộ Công an còn xác định thời gian gần đây còn xuất hiện các luồng tin xấu từ giảng viên và phóng viên. Cơ quan công an đã làm việc với một số đối tượng Hà Nam, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ động cơ và mục đích của việc tung tin và xuyên tạc. Các đối tượng khai nhận ban đầu mục đích tung tin để câu view, tăng lượt tương tác nhằm bán hàng trực tiếp. Và Bộ Công an khẳng định những người tung tin, phát tán tin sai sự thật sẽ bị cơ quan chức năng xử lý, thậm chí sẽ bị xử lý hình sự khi hậu quả rất là nghiêm trọng, xâm hại an ninh trật tự xã hội. Đó là thông tin ngày 3 tháng 12. Tạm biệt anh em, nhớ đăng ký vào chung nhé.